Tôi cho bà Nhi tháo đó. Có sẵn vô trong rồi. Phút rồi. Sao rồi quá. Happy birthday. Mình mời tao nhét cho mẹ vô nha. Nhét vô. Dạ. Nè. Có đó lại nhét một cái sao đâu. Cái này ha. Rồi Mỹ Linh ở đây không? Ừ, không? Có phòng chúng tập không? Đó mà chỉ trên dưới có phòng chúng tập không? Dạ. Dạ, điện thoại đúng rồi. Tú xài nữa. Giờ là ở ở đây được không? Ờ, đúng rồi, chứ cháu đây được. Dạ, đẹp các bạn ạ. Ờ, đúng rồi, cái khác. Cơ thể khác như cơ thể của hồi xưa rồi nhớ. Dạ, lặng lấy cái này làm tâm á cô ăn. Ờ, đó, tâm tâm. Ok hả? Rồi, rồi, rồi. Cái Như Mỹ Linh. Mỹ Linh nằm đây đi ha. Cái Linh đó. Cái Linh nè. Như cái Linh đó. Dạ, đây đi. Mỹ Linh. Ờ, vậy đó. Ờ, quá đẹp. Khác vậy, nó đường tuần hoàn. Kiểu, kiểu mới. Rồi. Thì đường. Sao bé này? Nước rửa chén, xin mời. Hai anh. Biết sao mà ngày mai mình đi học thì sao mình ôn một bài hết cho mình, lo. Không, cái này thì em, cái này thì cái này ghi rồi bỏ vô. Bây giờ chị Hai đến gần với 6 sản phẩm mà chị đã quyết định chọn. Chị có quyền thay đổi bất kỳ sản phẩm nào nếu chị muốn. Thay đổi thứ tự. Phải có thôi. Tên mỗi người mỗi Trang ơi, Thanh Hùng. Hả? Thanh Hùng Kiều Trang kìa. Đây Trần Kinh Tú Yên. Tại vì cái từ này lấy mấy ngàn đô của ta rồi đó. Lên có mình lấy. Trời ơi, bên nha, mời bên nha. Cái từ nhiều tiền của ta rồi. Chúng ta có bây giờ sẽ là sản phẩm đầu tiên giữa phẩm. Chúng ta có đèn mọc ra. Xin mời. Xin mời. Bây giờ sẽ là hồng trà. Xin mời. Nghe nhạc. Chị đã tiến cho một bài. Tiếp theo vừa học sinh. Có vô nghĩ rồi. Tự nhiên giờ nó sáng. Tùy mà. Chị đã sản phẩm này. Đúng rồi, nằm ngay đây, đúng rồi cô, tại ngoài chữ đồng hồ, chữ Mỹ Linh lớn hơn chữ tiếng Anh đó. Mình đi cho mình đây là lỗ rồi, lỗ đi rồi, nào quay cái dạ thì quay đi, rồi lỗ rồi, cái bóng là con sơn đó mà, con sơn xanh, con sơn, 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 đi nói đi.
biết bự quá trời. Thôi chúng ta hàng trước hàng. Cầm vô. Chơi. Đây là bắt đầu từ khúc sau là 2, khúc 1 rồi bố. Sao? Mang về nhà. Còn một bộ sản phẩm nữa. Có thể sao? Lâu lắm rồi. Ông nào ăn lắm. Phải lớn cái cũ. Phải lớn cô. Không một. Coi coi được chưa? Gì? Không 8, không 1, 3, không 1 rồi. À, đúng rồi. Đúng rồi. Một máy có chủ mùi quê mơ. Ta không có gì. Đó giờ là... Sản phẩm dân công nghiệp. Cháu mình thương nha. Hai vợ chồng mới nói hai vợ chồng. Hai vợ là tại những bữa gì kia nó mệt rồi. Người chiến thắng sẽ là người đoán đúng giá họ thấp hơn. Giá 1 triệu đồng. Hai người chơi chúng ta đã giải thưởng và có thêm một giá trị giá hơi hay là sản phẩm nữa. Hai anh sẽ mang về nhà luôn. Thuê cùng một chuyến xe rất đơn giản và rất tiện lợi. Bây giờ sẽ là nhiệm vụ của anh Minh và anh Việt.